cái bối cảnh đánh giá một cách nghiêm túc những cái thành tựu và những cái tồn tại trong lĩnh vực giống cây trồng, thì Quốc hội và Chính phủ đã giao Bộ để chủ trì soạn thảo luật trong lĩnh vực trồng trọt, trong đó là đề cập rất là sâu đến những vấn đề về giống cây trồng. Trong cái bối cảnh đó thì Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức một cái hội thảo quốc tế về kinh nghiệm quốc tế về quản lý giống cây trồng và giới thiệu một cái cẩm nang gọi là giống cho tất cả mọi người. Thì đây là một cái hội thảo hết sức quan trọng, và qua cái hội thảo này thì một mặt là giới thiệu một cái cẩm nang trong vấn đề giống, vẫn những cái kinh nghiệm, những cái bài học thể chế trong quản lý giống, cũng như là các cái định hướng để mà thúc đẩy phát triển lĩnh vực giống cho cây trồng, thúc đẩy cái khu vực tư nhân tham gia vào nghiên cứu phát triển giống cây trồng để cung cấp cho bà con nông dân. Hội thảo này chúng tôi cùng với Ngân hàng Thế giới tổ chức và có mời các cái nước trong khu vực như là Lào, Campuchia, Myanmar. Đây là một cái hội thảo rất quan trọng mà tôi nghĩ rằng là những cái kiến thức, bài học kinh nghiệm rút ra từ hội thảo này cũng sẽ góp phần để chúng ta làm cái luật sử dụng cây trồng tốt hơn.